Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin trước hội nghị Trung ương 8, vì sao ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên. Trong bài viết phần 1 vào ngày 30 tháng 8, chúng tôi đã đưa ra một số chi tiết đáng quan tâm. Xin được nhắc lại đó là: thứ nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn đi lên từ tướng tình báo của Bộ Công an và có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, nên cho cuộc đua để chạy vào chiếc ghế tổng bí thư, ông Chính chơi sách lược cản đối thủ. Nghĩa là cứ đồng chí nào được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm làm nhân vật kế cận, lập tức những nhân vật đó sẽ nhận được những tin nhắn bóng gió về những sai phạm của họ, nếu lộ ra là chết người. Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nếu để Tổng cục 2 điều tra làm rõ vụ mua bán hóa đơn đỏ mà Đỗ Hữu Ca là một mắt xích, thì có khi chết cả lũ. Điều thứ hai, tờ báo Bloomberg nhận định cho rằng Võ Văn Thưởng, một ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất, mới có 52 tuổi, được thay cho ông Phúc, nhiều khả năng là để kẻ đứng đầu danh sách thay thế Nguyễn Phú Trọng tại đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trong khi giới thạo tin từ Nhà Đỏ thì khẳng định Tổng Trọng muốn Vương Đình Huệ, chùm phe Nghệ An, sẽ kế nhiệm chứ không phải là ông Thưởng. Ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Minh Chính. Và điều đó lập tức được khẳng định, truyền thông Việt Nam đưa tin vào ngày 31 tháng 8 nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Đây là một động thái đối với những người rất quan trọng trong những ngày như thế. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên của đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và dân tộc. Tờ báo đã đăng như vậy. Bên cạnh đó thì giới quan sát lập tức đưa ra nhận định rằng bình thường mọi năm người thắp hương cho ngày giỗ của ông Hồ Chí Minh luôn phải là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và nghi thức tương tự cũng diễn ra vào các dịp đón Tết cổ truyền hàng năm. Đón xuân Quý Mão năm 2023 và ngày 29 tháng Chạp, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đích danh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thực hiện nghi thức dâng hương tại nhà 67 khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch Hà Nội. Như vậy có thể suy ra rằng ông Trọng đã gián tiếp giới thiệu Vương Đình Huệ là người sẽ được thế vai thay mặt ông Tổng Bí thư. Đây chính là nhận định của giới quan sát trong và ngoài nước. Quay trở lại cuộc đấu giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, là thủ lĩnh phe Nghệ An quê bác, là một trong những phe ủng hộ trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bọn quần thần ở Nghệ An đã tâu với Tổng Trọng như Huệ Vương mà còn bị thằng quê dâu má chèn ép thì chịu sao nổi, khiến Tổng Trọng càng bực tức với chủ Thủ tướng Phạm Minh Chính hơn. Đây là những thông tin được đưa ra từ nội bộ của Đảng. Tứ trụ của Việt Nam hiện nay. Nhưng ông Chính vốn là Trung tướng tình báo Tổng cục 5 của Bộ Công an Việt Nam, là người công tác tổ chức rất lâu. Nhờ vậy Phạm Minh Chính đã nắm được rất nhiều tẩy hay những vụ việc nhúng chàm của các quan chức cấp cao, kể cả Vương Đình Huệ. Nhưng ông Phạm Minh Chính là loại người cực kỳ kín kẽ và kín đáo trong mọi hành động. Các yếu huyệt của Phạm Minh Chính là tội mê gái. Thời gian làm bí thư Quảng Ninh, bí thư Chính đã công khai mây mưa với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ăn ở như vợ chồng bất chấp sự dị nghị của cán bộ đảng viên trong tỉnh. Đây là thông tin được nội bộ đưa ra. Cho nên chuyện Nhàn, IC tham nhũng thông qua việc thông thầu với lãnh đạo các tỉnh, thành phố là chuyện thường ngày ở huyện. Ai mà chẳng thế, nên dư luận cho rằng bắt bà Nhàn thì phải bắt tất tần tật các quan chức lãnh đạo ở các tỉnh có bà Nhàn tham gia đấu thầu. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp, doanh nhân bắt tay làm ăn với các quan chức thử hỏi có ai không tham nhũng hay không. Bên A và bên B không bắt tay, không thông thầu thì lấy đâu ra tiền chênh lệch để mà đút lót và chia nhau tiền tỷ. Đây là khoản tiền cũng rất lớn để mà tiếp tục
mua ghế đi lên cho cao hơn. Nói ra như thế để thấy rằng việc Bộ Công an khởi tố, truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay bằng mọi giá phải đưa bà Nhàn về Việt Nam, mục đích đầu tiên là để truy tội Phạm Minh Chính, lấy cớ để gạt Chính ra khỏi cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng tới hết nhiệm kỳ này khả năng sẽ phải nghỉ vì đã quá cao tuổi và ngồi tới 3 nhiệm kỳ rồi. Mục đích thứ hai của Tổng Trọng là bà Nhàn IC đóng vai trò trong việc môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng Việt Nam và nhà nước Israel. Nói đúng ra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có công lớn bởi lý do thay vì mua vũ khí từ Nga vừa có giá đắt do gửi giá, vừa chất lượng không cao, còn mua vũ khí từ Israel chuyện tham nhũng sẽ ít hơn và chất lượng cũng cao hơn. Chuyện phần trăm phết phẩy dẫu có nhưng tiền cảm ơn không lớn bằng đối tác Nga. Người Nga từ xưa đến nay lại quả không dưới 20%. Các quan chức của Việt Nam đòi Mỹ lãi quả ở các hợp đồng mua vũ khí. Chuyện quan chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam vào năm 2019 khi đàm phán để mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ đòi đối tác Mỹ chi lãi quả đến 20% giá trị hợp đồng đã bị chính quyền Mỹ tố cáo còn rành rành ra đấy. Báo chí quốc tế đăng rất rõ ràng, ai cũng biết nếu đọc. Nghĩa là khi Bộ Quốc phòng Việt Nam mua vũ khí Israel do Nguyễn Thị Thanh Nhàn môi giới, thì tướng lĩnh quân đội phe đại tướng Lương Cường và Nguyễn Phú Trọng bị mất ăn phần trăm hoa hồng. Đó cũng là lý do khiến Trọng quyết diệt Nhàn và Chính cho bằng được, bởi miếng bánh phần trăm mua vũ khí béo bở đã bị Chính và Nhàn hớt tay trên. Đây quả là số tiền khổng lồ vì mỗi năm doanh thu của công ty IC mua bán vũ khí với Israel lên tới hàng tỷ đô la. Mới đây Bộ Công an lại kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn về đầu thú. Được biết bà Nhàn đang được sống ở Đức và được bảo vệ bằng nhiều tầng, nhiều lớp. Lớp ngoài của an ninh, cảnh sát của nước sở tại và lực lượng của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Trong đó, lực lượng vệ sĩ được tuyển lựa rất kỹ. Kể ra để thấy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nhận thấy khó có thể bắt được bà Nhàn đưa về Việt Nam, nên ra thông cáo chung chung kêu gọi đầu thú. Đây cũng là cách chối khéo yêu cầu ông Tổng Bí Thư. Với tình hình quốc tế như thái độ của chính quyền Đức hiện nay, chắc chắn nếu Tô Lâm mà cố đấm ăn xôi thì rất dễ dàng bị rút đầu vào giỏ. Chúng ta hãy cùng chờ xem phần sau sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin trước Hội nghị Trung ương 8 vì sao Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ai đã ra tay ám hại Nguyễn Chi Vịnh bị mắc bệnh lạ giống cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyện tướng Nguyễn Chi Vịnh đang bệnh nặng đã được loan truyền trên mạng xã hội cách đây không lâu. Dù đã được các đồng liên của Nguyễn Chi Vịnh thuộc học trò trưởng Nguyễn Văn Trỗi, tức trưởng thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi ở quá sự Tử Sơn, vùng Đông Bắc thành phố Quế Lâm, Trung Quốc xác nhận chính thức. Song dư luận vẫn chưa tin, vẫn cho rằng đó là tin mang màu sắc của thuyết âm mưu. Bởi họ nghĩ rằng tướng Vịnh năm nay mới 66 tuổi là con của đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một công thần của chế độ, và lại cả đời ăn sung mặc sướng thì sức khỏe phải rất tốt. Nên nghe tin ông Vịnh mắc bệnh lạ, ai cũng nghĩ những bệnh thường mà thôi. Họ không tin rằng lâu nay tin đồn không chồn cũng cáo. Ảnh tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp trên màn hình của VTV1 tối ngày 31 tháng 8 vừa qua. Bất ngờ, trong chương trình thời sự tối của VTV1 buổi 19 giờ tối 31 tháng 8, hàng chục triệu khán giả đã chứng kiến Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện. Trong phóng sự này của VTV1, ông Vịnh ca ngợi cuốn sách nhan đề Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược, quốc phòng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương mới xuất bản. Và số đông khán giả đều bị sốc. Họ sốc thật sự khi thấy tướng Vịnh hốc hác, gần như hết sạch tóc, mở gương mặt đầy dấu ấn của việc trị xạ ung thư. Khác hẳn so với vừa mới hôm nào,
Nguyễn Chí Vịnh còn rất phong độ, oai phong, nói năng hùng dũng, đúng phong thái của một ông thượng tướng quân đội nhân dân. Người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi tướng Vịnh trong một thể trạng tồi tệ của một bệnh nhân đang điều trị ung thư. Vậy tại sao lại xuất hiện trên truyền hình để mà cố ca ngợi trông trọng để làm gì? Nhìn ông Vịnh trong tình trạng sức khỏe suy sụp đáng lo ngại như vậy, bạn bè, người thân của tướng Vịnh bức xúc cũng nói rằng chết đến đít rồi, phỏng vấn cái nỗi gì, đúng là điên. Ông tướng Nguyễn Chí Vịnh vào năm 2019, lúc đang tại chức. Song giới thạo tin thì đánh giá, tướng Vịnh biết cuộc sống của bản thân không thể nào kéo dài, nên chơi kế sách rằng chỉ tang mạ hòe, tức là chỉ cây dâu mắng cây hòe, là một trong 36 kế sách trong binh thư của Trung Quốc. Nói thẳng ra là những ngày cuối đời, tướng Vịnh đã lobby Đài truyền hình Việt Nam đã xuất hiện trong chương trình Giờ Vàng và gián tiếp tố cáo với công luận rằng thể trạng sức khỏe như mọi người đang thấy có liên quan đến người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương. Theo lý lịch trích ngang, Nguyễn Chí Vịnh sinh vào ngày 15 tháng 5 năm 1957, là sĩ quan cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân hàm lên đến chức thượng tướng. Nguyễn Chí Vịnh là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một trong những khai quốc công thần của chế độ. Nguyễn Chí Thanh là cánh tay phải của ông Lê Duẩn với chủ trương giải phóng miền Nam bằng bạo lực trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Nguyễn Chí Vịnh là con trai duy nhất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, là một trong những hạt giống đỏ của thế hệ đầu tiên. Tướng Vịnh đặc biệt gắn bó với những lãnh đạo cùng thế hệ với cha mình như Lê Đức Anh, Tố Hữu và được trùm mật vụ Lê Đức Thọ, cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, đã dày công chăm sóc. Không chỉ có vậy, Nguyễn Chí Vịnh là con rể Trung tướng Đặng Vũ Chính, tức là Đặng Văn Trung, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Chí Vịnh đã trải qua các chức vụ như Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam, phụ trách đối ngoại và tình báo. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương các khóa như 11-12, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2, chịu trách nhiệm lãnh đạo công tác tình báo quân đội trong vòng gần 8 năm, tính từ năm 2002 cho đến năm 2009. Giới thạo tin từng đánh giá, với một bề dày phi thường về mối quan hệ với giới lãnh đạo cao nhất kể từ đời đầu của chế độ hiện nay, có nhiều hy vọng về triển vọng Nguyễn Chí Vịnh sẽ trở thành Tổng Bí thư thế hệ 5X. Tướng Nguyễn Chí Vịnh là trùm mật vụ Lê Đức Thọ tại Campuchia 1980. Vậy mà bất ngờ với quan điểm về vấn đề trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trái ngược với quan điểm dựa hẳn vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ theo phương châm Trung Quốc còn thì Việt Nam còn, bạn tức là Trung Quốc có lấy vài ba hòn đảo của ta tức là Việt Nam thì rồi họ sẽ trả lại. Đó là quan điểm giống hệt như lãnh đạo Cộng sản miền Bắc khi nói về sự kiện Hải quân Trung Quốc đánh chiếm bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974. Điều mà trong hai bài phỏng vấn của tướng Nguyễn Chí Vịnh trên báo Dân Chí của nhà báo Tô Lan Hương, đó là bài lời hứa không thể thực hiện được của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và bài lời hứa nuôi Nguyễn Chí Vịnh lên người của các ủy viên Bộ Chính trị. Cha của tướng Vịnh, ông Nguyễn Chí Thanh, vốn là một nhân vật thân Trung Quốc, giống như ông Hồ Chí Minh vậy. Dư luận cho rằng ông Nguyễn Chí Vịnh cũng chịu ảnh hưởng của cha, cũng thân Trung Quốc, nhưng thân nửa vời, không theo quan điểm dựa hẳn vào Trung Quốc như Tổng Trọng. Hơn nữa, tướng Vịnh lại có quan điểm trái ngược với ông Trọng, không muốn làm nô lệ cho giặc Tàu, nên Nguyễn Chí Vịnh đã mắc bệnh lạ như Trần Đại Quang, thì có gì lạ đâu. Nhưng kẻ nào gây thù chuốc oán với Nguyễn Chí Vịnh chắc chắn ngày tận số sẽ còn không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ai ra tay ám hại Nguyễn Chí Vịnh bị mắc bệnh lạ giống Chủ tịch Trần Đại Quang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de